Hello, hello, xin chào các bạn nha. Chào các bạn đi đến với kênh đồ chơi của mình đi nha. Wow, không gài lâu rồi mình không đi tìm đồ chơi các bạn ơi, mưa gió quá các bạn ơi. Hôm nay á, mình sẽ dẫn các bạn đi tìm đồ chơi xung quanh khu vực nhà mình nha. Let's go. Wow, mình mới ra đã mình thấy một chiếc xe gì nè các bạn ơi. Ấy da, là một chiếc xe đua các bạn ơi. Wow, một xe đua F1 nha. Quá đẹp, khá đẹp luôn các bạn ơi. Hai bánh màu xanh luôn nha. Có hình siêu nhân ở nhảy luôn nè. Wow. Ui da. Tìm đây một chiếc xe gì nữa nè các bạn ơi. Wow, xe này như xe phá tường cái gì nè các bạn. Một xe nhỏ rất là đẹp luôn nha. Wow, nè phá tường nè. Wow. Wow, được hai chiếc luôn nha các bạn. Wow, bây giờ bỏ đây nha. Ê da, đi tìm tiếp thôi các bạn ơi. Ai, đây. Ao, lại mà gặp một chiếc xe gì nữa nè các bạn. Một chiếc xe trộn bê tông các bạn ơi. Wow, màu vàng rất đẹp luôn nha. Ê da, wow. Bỏ dở thần kỳ các bạn ơi. Ê da, đó, một lượt. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc xe luôn các bạn. Wow, đây chở thêm một chiếc nữa nè, là 5 chiếc luôn. Wow, mình khám phá chiếc xe này nha. Hay da, wow, xe rất đẹp luôn các bạn ơi. Đây nè, hay da, một xe màu đỏ màu vàng các bạn ơi. Ô này là xe ben nha, xe tải ben nha. Còn chiếc xe này là gì ta? Xe mô tô nha, có một bạn nữ rất là đẹp luôn nè, đó, bạn nữ búp bê rất đẹp nè. Có giới thiệu luôn bạn ơi nè. Để cho chạy thử nha. Nè. Ây da. Chạy xuống xịn luôn các bạn ơi. Nè Suka nha. Ở đây nè. Wow, chạy tím Suka nha nè. Xe nè. Wow. Suka thấy chiếc xe luôn. Wow. Ây da. Một xe. Nè. Rồi mình lên. Ao. Wow ơi. Các bạn ơi, một cái đây một cái xe cảnh sát nữa nha. Dạ, một xe cảnh sát bullet nè, đó rất đẹp luôn nha. Nè, xe cảnh sát bullet này nha. Nè, xe cảnh sát chạy nè. Xì, giăng nha, Suka giăng nha, để xe cảnh sát chạy nha. Wow. Các bạn ơi. Wow, đây một cái xe mô tô phân khối lớn rồi nè các bạn. Wow, bỏ vô thần kỳ mình nha. Dạ. Và wow, đây có quả cầu thang nè nghe. Đó. Bỏ vô nha. Wow, rồi bỏ vô. Rồi let's go tiếp theo các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, một chiếc xe gì rất bự luôn nè. Wow. Thì ra là một chiếc xe tăng các bạn. Yeah. Wow. Ủa xe tăng này có ba bánh màu trắng mà bánh nào màu đen ta? Ngộ vậy ta? Wow, cái bánh này nó xích cái màu trắng kia các bạn ơi. Nè nghe bắn nè nghe. In băng. Wow ghê quá các bạn ơi. Băng. Dạ. Bỏ vô giỏ thần kỳ của mình thôi nha. Các bạn ơi, tìm tiếp thôi. Wow. Đây một chiếc xe gì nữa nè các bạn. Ây da. Thì ra đây là một chiếc xe. Một chiếc xe ben nha các bạn. Xe bán tải các bạn ơi. Wow, xe rất đẹp luôn nha. Thôi mình sẽ đem vô nhà nha, một chút á các bạn nhớ xem hết clip nha, nhớ theo dõi clip của mình để một chút xíu mình vô nhà mình sẽ chạy xe chơi nha các bạn. Wow. Mình đem vô nhà chút xíu mình chạy chơi nha. Wow. Đây thêm một chiếc xe vậy nè các bạn. Ây da. Wow. Đi ra các bạn ơi, chiếc xe này là chiếc xe gì các bạn biết không? Xe gần cổng mút cát nè. Rất đẹp luôn nha, màu cam rất đẹp luôn nha. Wow. Wow, nó có cần múc nè các bạn. Đó. Wow, có cần để múc luôn nè các bạn ơi nè. Yeah.
Bây giờ mình bỏ vô cái vỏ thần kỳ mình nha. Rồi, thần kỳ mình đem về bên vô nha các bạn. Wow. Isuka được chiếc xe gì vậy ta? Yeah. Wow, Isuka được chiếc xe gì em quá các bạn ơi. Wow, xe được lụm được một chiếc xe đây, xe gần cổng nè. Rồi, mình đi tìm chiếc xe khác nha. Các bạn ơi, đây là một xe gì đây? Wow, chiếc xe rất là bự luôn. Xe rất đẹp nha. Xe này dính băng keo gì các bạn? Mình gỡ ra nha. Wow, ai dán băng keo gì đây ta? Chiếc xe đẹp luôn. Ở trong đây có cái gì nữa nè? Wow, cái gì vậy? Để ra coi. Đây nè, trong đây nè. Trong đây cái gì vậy? Wow. Các bạn ơi, nè, đó, móc ra, Isuka móc ra coi, đó, wow, đẹp quá nha, đây, để cho coi coi, đây, là một xe đô Fulis nha, còn nữa, móc ra đây nè, con nữa nè, nè, con nữa nè, bỏ lại hả, rồi, các bạn ơi, in nè, rồi, đậu đó đi, xe này sẽ dính băng keo của ta, đây, các bạn ơi, băng keo này đó, wow, cái xe này cũng độc nha bạn, xe bổ gác nha. Rồi, bỏ lên vỏ thần kỳ của mình thôi, mình đi tìm tiếp thôi các bạn ơi. Quá nhiều các bạn ơi, xíu mình vô chơi nha, mình đi tìm tiếp thôi. Wow, ôi, được một chiếc xe gì nữa hả? Wow, Isuka giỏi ta. Isuka tìm được một chiếc xe nữa nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe này mất cái bánh rồi. Chiếc xe này hư mất cái bánh nè các bạn ơi. Wow, nó chở chiếc xe gì đây nè? Là chở chiếc xe này, nó chở một xe máy cày nữa các bạn ơi nè. Wow, một chiếc xe máy cày rất đẹp luôn nè. Ôi, wow. Ây da, trong đây có gì nữa các bạn ơi. Nè, ây da, mình mở ra cho bạn xem nha. Ào, rồi đứt cái đầu các bạn ơi. Người ta hay gì đứt cái đầu rồi. Ây da. Các bạn ơi, đây nè. Là người ta các bạn ơi mà bị đứt cái đầu rồi nha. Để gắn đầu vô bạn ơi. Wow, thành người ta nè nha, vô bot nè. Quay, xức cái đùi ơi. Gắn cái đùi vô nghe các bạn. Ây, xức cái tay rồi. Gắn cái tay vô các bạn ơi. Wow, đây là một người ta robot nha. Ê rồi, gắn cái đầu ơi. Người ta kỳ quá bạn ơi, dân ơi. Wow, để đây nha. Rồi, để đây cho bạn ơi. Wow, chiếc xe này bị hư một cái bánh nè các bạn ơi. Mình đem về nhà mình kiếm cái bánh gắn vô nha. Rồi các bạn ơi. Wow, đem vô nha. Ây da, đây một chiếc xe gì nè các bạn ơi. Xe gì mà có cái đầu không hả? Các bạn ơi, thì ra đây là xe tải đầu kéo nè các bạn ơi. Xe container nè, đó, xe tải container bạn ơi. Wow. Hả? Ôi rồi, nè. Ây da, các bạn ơi, đây một chiếc xe gì nữa đây? Wow. Xe 114 nha các bạn. Là xe tải xe ấy các bạn ơi, xe cứu hỏa nè, xe bình cứu hỏa nha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rất là dài luôn. Rất là dài luôn nè. Một chiếc xe này, nãy chở xe này giờ văng ra nha. Mình giờ gắn vô lên nha các bạn. Ây da các bạn ơi, một chiếc xe gì nè? Chiếc xe cần cổng hút cát nè các bạn. Wow. Wow, nó có cộng cát luôn nè các bạn ơi, rất đẹp luôn nè. Dễ thương quá nha. Đó. Wow. Các bạn ơi. Wow. Bây giờ mình đem vô thôi, quá là nhiều xe các bạn ơi. Wow, nhiều xe quá. Giờ mình bỏ đây đi. Còn một cái xe gì nữa các bạn ơi. Đây, tìm được một xe gì đây bạn ơi. Wow, là một chiếc xe trộn bê tông màu xanh màu trắng luôn, rất đẹp luôn nè. Bé ca hả, ca làm gì đó? Bé ca nãy giờ lụm được 2-3 chiếc luôn rồi đó. Bé ca dữ quá. Đây kìa chiếc xe gì kìa. Wow, xe gì kìa.
Đụm lên đây. Để đi. Để đi. Chiếc xe gì kìa, lụm ơi. Lụm lên trời. Để đi. Wow, xe trộn bê tông luôn nha các bạn. Wow. Bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này nó chạy các bạn ơi. Ôi da. Té lên té xuống vậy nè. Ê da. Các bạn ơi, nè, chạy nha. Nè, chạy nha. Ê chết lại lật rồi. Wow, mấy xe này chạy không được đường xa các bạn ơi. Wow, thôi mình đem vô các bạn ơi. Quá là nhiều xe rồi. Các bạn ơi, xe nhiều quá các bạn ơi. Hết cái đường đem rồi các bạn ơi. Wow, hôm nay mình tìm nè. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quá nhiều xe luôn các bạn ơi. Thôi mình đem vô nhà nha các bạn. Wow, kết thúc clip nha các bạn ơi. Bạn nhớ theo dõi clip để đi tìm được chơi với mình nha. Bye bye nha các bạn. Wow, quá là nhiều xe rồi.